Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Xe Cho Bé Bông Kít. Hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều các cái loại xe chở scooter khác nhau. Tuy nhiên là nếu mà chỉ nhìn qua hình ảnh thì đôi khi là các bạn cũng không thể hình dung được chính xác cái chất lượng của nó. Cho nên hôm nay Bông Kít xin gửi đến các bạn video review trực tiếp về dòng xe chở scooter mang tên 518. Để các bạn có thể quan sát kỹ hơn cũng như là đánh giá chính xác nhất về chất lượng của dòng xe 518 này nhé.